Hello, hello. Xin chào các bạn Để đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là đầu tuần, ngày thứ hai tại Hoa Kỳ, ngày 11 tháng 7. Và ở Việt Nam, các bạn đã bước qua là ngày thứ ba, ngày 12 tháng 7 rồi. Và hôm nay đó, đầu tuần cũng có một số những tài liệu nổi bật tôi muốn chia sẻ với các bạn chiều quý hôm nay chúng ta sẽ nói tới những cái thông tin và chúng ta tiếp tục chia sẻ những cái tài liệu liên quan tới 3 Capital uh, liên quan tới Celsius vân vân và chúng ta cũng dành một ít thời gian ở cuối video này để mà nói về cái tình hình on chain với các bạn và chúng ta thấy hôm nay chủ yếu là tin tức mà thôi cũng cố gắng để mà sắp xếp những cái thông tin này một cách nó logic hơn để mà chia sẻ với các bạn nhưng mà cái thông tin mà nổi bật nhất trong tuần này đó Đầu một tuần rất là lớn đó chính là cái thông tin liên quan đến chỉ số lạm phát CPI và thứ tư chúng ta mới biết được cái thông tin đó là như thế nào chúng ta bây giờ thấy được là hôm nay đã mở cửa thì chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ kết thúc là một màu đỏ chỉ số Nasdaq xuống 2,26% chỉ số S&P 500 xuống 1,15% và chỉ số Dow Jones xuống 0,52%. Hiện bây giờ đó pre-market như là hợp đồng tương lai đó vẫn tiếp tục là màu đỏ. Chúng ta đang thấy được là Dow Futures S&P Futures và Nasdaq Futures đều là màu đỏ hiện tại và chúng ta có thể thấy được là vàng thì sao vàng thì vẫn tiếp tục đứng yên một chỗ mức là 1733 đô cho một ounce vàng đó là giá hợp đồng mới nhất chúng ta có thể thấy được là hợp đồng của dầu thì sao hợp đồng của dầu đây thì vẫn chơi 100 đô bây giờ là 102 đô 83 cent cho một thùng dầu cũng xuống một chút nhưng mà vẫn tiếp tục ở cái mức cao và thông tin lớn à, liên quan đến tài chính thì chúng ta cũng thấy được là chủ yếu mọi người nói tới cái tài liệu liên quan tới Elon Musk không tiếp tục đi mua Twitter nữa. Các bạn hãy nhớ là chúng ta nói tới thông tin này tuần vừa rồi là Elon Musk sau khi mà ra quyết định là mua Twitter với cái giá là 44 tỷ. Bây giờ là nói không muốn mua nữa tại vì trên Twitter có quá nhiều bot và Twitter không thật thà để mà chia sẻ những thông tin đó. Và... Twitter đó thì nói là Elon Musk lý do đó, đó là không hợp lý và hoàn toàn sai và có thể là hai bên sẽ kiện ra to và chứng khoán Twitter đó sau khi có thông tin này thì chúng ta thấy được kết thúc hôm nay là xuống 11,3% và cổ phiếu của Tesla đó thì xuống 6,55% ngày hôm nay và chúng ta thấy được là với cái mức giá của cổ phiếu Twitter ở mức là 32 đô và 65 cent đó, thì chúng ta thì là cái mức này đó so với cái mức 44 tỷ đó thì ước tính là cái giá trị của công ty Twitter đó đã giảm tổng cộng là 32% thấp hơn là con số mà Elon Musk đã hứa hẹn mua Twitter với mức là 44 tỷ. Thì không biết là nhiều người bây giờ nói là Elon Musk có thật sự đó là không mua Twitter nữa hay là không Hay là dùng cái đó để làm cái cớ để cho Twitter giảm giá để mà mua với cái giá tốt hơn Tại vì các bạn thấy được là cái mức giá đi xuống nó tới 32% dựa theo giá cổ phiếu là một con số đi xuống không hề nhỏ Chúng ta chờ đợi để biết thêm thông tin mà thôi Nhưng mà chúng ta cũng đã biết được là hai bên thì bây giờ vẫn đang dặn co Tại vì Twitter cũng nói là Elon Musk nếu như mà không mua Twitter đây thì phải bồi thường mới mức là 1 tỷ đô la Elon Musk thì đương nhiên nói là sẽ không bồi thường tại vì không nợ Twitter cái gì hết tại vì Twitter đã tạm hợp đồng và không chia sẻ những thông tin liên quan tới bot nhưng mà ngược lại đó khi mà hai người đi kiện ra tòa đó thì thông tin đó cũng phải được chia sẻ với quan tòa mà thôi đó chính là điều mà nhiều người nói tới hiện bây giờ chúng ta nói về Bitcoin đi thì BTC chúng ta theo được hôm nay đã đi xuống một chút nữa chúng ta đã nhìn thấy được là giá của BTC bây giờ đó, là ở mức là 19.965 nói chung thì cũng xoay qua mức là 20.000 đô nhưng mà hôm nay chúng ta đã thấy được là trong vòng 24 giờ qua đã giá BTC đã xuống 2,8% chúng ta thấy được là Ethereum nó xuống nhiều hơn xuống 5,1%, những đồng khác đó thì xuống phần trăm cũng tương tự, như là Bitcoin hay là Ethereum mà thôi cũng không gì được gọi là đặc biệt Chúng ta có thể nhìn thấy được là trong tháng 100 này đó nếu nói đồng nào tăng mạnh hôm nay thì cũng không có Chúng ta nói tới đồng nào xuống mạnh thì cũng không có đâu Và chiều Uniswap các bạn thấy được là xuống 8,6% và token xuống 8% hiện tại Và chúng ta nói tới một số những thông tin ở bật đi Thì các bạn thấy được là có cái thông tin liên quan tới là blockchain.com Đây là cái tài liệu được chia sẻ cái đây cũng 3 ngày rồi nhưng mà không biết tại sao Thuận chưa có đọc thông tin này cho nên tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn tại vì thông tin này đó ta có liên quan tới Three Arrows Capital công ty blockchain.com công ty mà các bạn thường hay dùng để mà tạo những cái ví bitcoin đó thì cũng bị cái nợ của Triaros Arrows, cái nợ xấu đó là 270 triệu đô la Đây là cái số lượng tiền mà Triaros Arrows mượn của Blockchain.com Và đương nhiên bây giờ đã Triaros Arrows đã phá sản rồi Thì không biết là cái khả năng là họ còn bao nhiêu tiền để mà trả những cái chủ nợ Tại vì Blockchain.com chỉ là một trong nhiều chủ nợ mà thôi Các bạn hãy nhớ chúng ta còn có Celsius, chúng ta còn có Voyagers và một số những cái công ty khác nữa cũng liên quan tới cái sự kiện này và blockchain.com nói là trước đây đó họ cũng đã giao dịch nhiều lần và qua nhiều năm đối với lại Three Arrows Capital tổng cộng là 4 năm họ đã cho công ty Three Arrows mượn là 700 triệu tổng cộng và sau đó mượn rồi trả lời rồi mượn tiếp cho nên họ cảm thấy được là có lòng tin về Arrows Capital cho nên cuối cùng họ mới vướng vào 270 triệu này. Và Blockchain.com nói là cho dù là có mức đi 270 triệu này đó Thì hiện bây giờ họ vẫn tiếp tục là một công ty hoạt động và có cái nguồn vốn Cho nên sẽ không có bị ảnh hưởng đối với lại việc là khách hàng rút tiền đâu Đó là lời nói của Blockchain.com mà thôi Các bạn cũng đã biết là trước khi những công ty như là Celsius hay là Voyager hay là Vore không cho rút tiền thì các bạn hãy nhớ là họ cũng nói là họ cũng không có vấn đề gì chỉ có một công ty duy nhất đó, cũng là dướng vào 3 l capital mà không bị cái sự kiện gì đó chính là BlockFi hiện tại mà thôi BlockFi vẫn cho các bạn rút tiền được hiện bây giờ và tuy là họ nói họ cũng có cho 3 l nhưng mà ít ra họ có cái tài sản thế chấp rất rõ ràng là nhiều công ty này đó họ không có cái số lượng tài sản thế chấp cần thiết khi mà họ cho Troya mượn cho nên họ mới dướng vào cái nợ xấu này và thường biết là cũng có rất nhiều bạn sử dụng blockchain.com trên cái ví của họ nhưng mà thường cũng mới biết là blockchain.com cũng có cái phần uh, cho gửi tiền để lấy lãi và cho vay như các bạn nhìn thấy trên màn hình các bạn có thể gửi nhiều đồng vào và các bạn thấy được là nếu các bạn gửi USDT đó thì cái lợi nhuận lên tới 11% lận tôi cũng mới biết là họ có dịch vụ này nhưng mà bây giờ họ cũng đã bị dính vào Troya là 270 triệu và các bạn cũng đã biết nếu các bạn hỏi thuận thì thường bây giờ là không có tin những cái nền tảng này thường vẫn đang tiếp tục rút ra và các bạn cũng đã biết là cái số tiền còn lại là ở crypto.com mà thôi khi mà đáo hạn thường sẽ rút cái phần tiền đó ra đó là điều thường đã chia sẻ với các bạn nhiều lần rồi và nói tới lại uh, Three Arrows Capital đó thì hiện bây giờ đó cái thông tin mới nhất là như thế nào dựa vào những gì chúng ta nhận được đó thì chủ nợ của Three Arrows được chấp nhận phiên điều trần khẩn cấp vì những người mà sáng lập đó hai cái co-founder đã không hợp tác chi tiết hơn đó là các luật sư liên quan cho biết là hai co-founder đã mất tích rồi có nghĩa là họ không biết hai người này đang ở đâu hết chi tiết hơn đó là hai người một người là Suhu một người là Kyle đã có mặt trong cuộc họp Zoom gọi ban đầu Nhưng cái video và âm thanh của họ đã bị tắt Và họ không có trả lời câu hỏi đặt ra trực tiếp Mà cái người mà trả lời câu hỏi đó là đại diện hợp tác của họ Các luật sư cũng như là các chủ nợ đó đã đến thăm văn phòng của Three Arrows ở Singapore Nhưng mà thấy được là văn phòng này thật ra đã bị bỏ quang rồi các tài sản thuộc Three Arrows đó, phần lớn ở dạng tiền mặt, tiền điện tử và NFT nên rất dễ dàng được chuyển nhượng cho nên người ta lo là hai người này đó hai người co-founder đã bỏ trốn và đương nhiên những tài sản kỹ thuật số thì rất dễ để mà đem theo hiện tại đó thì chúng ta biết là các NFT thuộc quỹ Three Arrows có tên là NFT Starry 9 đã được chuyển sang ví mới nhưng mà không rõ lý do là có phải là những co-founder chuyển đi hay là có một ai đó trong công ty chuyển đi chúng ta bây giờ chưa có rõ các chủ nợ đã đang tìm cách đóng băng tài sản nhưng mà trước hết họ yêu cầu tòa án đã phải buộc những người sáng lập của Three Arrows có thể là đưa ra cái liệt kê tài sản của quỹ là bao gồm những cái tài sản nào giống như là tài sản mà công ty đang kiểm soát, tài sản ngân hàng, crypto, hợp đồng phái sinh, chứng khoán vân vân cái mà thường cảm thấy là có gì đó không hợp lý đây đó là các bạn thấy được những cái số lượng tiền mà những công ty này cho 3 Arrows đó là con số không hề nhỏ giống như chúng ta mới nói blockchain.com là 250 triệu chúng ta nói tới Celsius là có tới là 650 triệu chúng ta nói tới Voyager cũng là con số lớn rất nhiều những cái công ty đó cho 3 Arrows mượn con số rất là lớn nhưng mà thứ nhất là họ không có đưa ra một cái chính sách là bắt buộc 3 Arrows phải nạp một cái phần tài sản vào công ty của họ để làm thế chấp và thứ nhì nữa ngay cả là quỹ Three có bao nhiêu tài sản họ cũng không biết luôn cho nên có cái gì đó thường cảm thấy là không hợp lý đây các bạn có thể cho mượn một số tiền lớn như vậy mà không có bất cứ một cái tài sản thế chấp nào cũng như là không có biết là cái người mượn các bạn đã thật ra có bao nhiêu tiền và bao nhiêu tài sản bây giờ họ cũng không biết luôn cái phiên tòa kế tiếp đó sẽ bắt đầu ngày mai À, tại New York không biết là họ có kiếm ra hai cái cầu founder hay là không tại vì theo thường hiểu đây đó là bây giờ họ cần hai co founder đó để mà liệt kê tài sản nhưng họ cũng không có biết luôn và nói tới đây thì chúng ta hãy cập nhật thông tin liên quan tới Celsius đi thì Celsius đó, tới bây giờ vẫn chưa có đưa ra bất cứ một cái thông tin nào rõ ràng hết và họ cũng chưa có khai phá sản chỉ có công ty duy nhất chúng ta biết đó là khai phá sản đó chính là công ty Voyager mà thôi thì Celsius đó, họ đã trả thêm 95 triệu USD cho cái khoản nợ trên nền tảng DeFi, AV và Compound. 95 triệu này ra là cả hai nền tảng họ đã trả và lấy lại được cái số lượng 172 triệu đô la tài sản thế chấp. Có nghĩa là họ lấy được cái số tiền này. Tuần rồi đó các bạn nên nhớ họ cũng làm điều tương tự trả 500 triệu cái số nợ đai đi lấy lại cái số hai mươi mấy ngàn grab btc rồi sau đó gửi lên trên ftx mà nhiều bạn nghĩ là gửi lên để mà bán nhưng mà tới bây giờ chúng ta vẫn chưa thấy động thái không biết là họ gửi lên sàn ftx tại vì họ nợ sàn đó hay vì một lý do nào đó nhưng mà cái chúng ta thấy được là trong tuần này tới với là tuần rồi thì ít ra Souths đã trả 600 mấy triệu rồi con số rất là lớn. Không biết họ lấy tiền đâu để mà ra, tại vì nếu như mà họ nói là họ đang gặp vấn đề khó khăn liên quan tới tài chính, thì cái số tiền này có phải họ đã vay mượn được qua hay là không, Có phải là họ dùng số tiền của khách hàng để mà đi trả nợ để có thể lấy lại cái số lượng BTC này hay không, chúng ta hoàn toàn không biết hiện tại. Tại vì không giống như là Voyagers. Vô đã khai phá sản cho nên uh, trong cái luật bảo vệ phá sản đó Vô phải cung cấp những tài liệu chi tiết Là họ giữ bao nhiêu tài sản, nợ bao nhiêu Cái mà thường để chia sẻ với các bạn ngày hôm qua Nhưng mà sự thì vẫn cứ chưa Nhưng mà tôi nghĩ là một trong những cái lý do Nhiều người cho là Souths vẫn không có muốn uh, khai phá sản Lý do là tại vì họ không muốn liệt kê chi tiết những cái uh, Tài sản không như những gì đã xảy ra tại vì có thể là có gì đó mờ ám ở đây đó là cái tài liệu mới nhất liên quan tới Celsius, liên quan tới 3 Arrows mà thường muốn chia sẻ với các bạn mà thôi. Ngoài ra đó chúng ta cũng thấy được là không chỉ riêng là thị trường crypto đang gặp một cái à, vấn đề liên quan tới bank run có nghĩa là mọi người rút tiền nên mà không có tiền để rút dẫn đến những cái nền tảng này là không cho rút tiền. Các bạn thấy được là điều này cũng xảy ra đối với lại tài chính truyền thống kể từ tháng 4 thì bốn ngân hàng nông thôn ở tỉnh Hà Nam miền Trung Quốc đó, đã đóng băng số tiền gửi trị giá hàng triệu đô la không ai có thể rút tiền được thì đây là sự kiện ở Trung Quốc các bạn thấy được là hôm qua đó là ngày chủ nhật tại Hoa Kỳ thì có rất nhiều người đã biểu tình theo thông đọc thông tin đó, là có gần 1.000 người đã biểu tình trước những cái ngân hàng và cũng có một cái sự sâu sát đã xảy ra dẫn đến nhiều người cũng bị thương thì chính quyền địa phương Trung Quốc đã xung đột dữ dội với hàng trăm người gửi tiền ngày hôm qua như thường mới vừa chia sẻ tại vì những người gửi tiền này ra phần lớn theo thường hiểu là nông dân họ gửi cái số tiền vào trong những ngân hàng nông thôn bây giờ không cho họ rút và đã không cho họ rút là từ tháng tư rồi mà cái số tiền này ra là cái số tiền mà họ cần để mà sinh hoạt cho nên dẫn đến là có cái sự biểu tình và cái sự xung đột xảy ra ngày hôm qua thông vẫn chưa rõ tình hình là như thế nào khi mà biết thêm thông tin thì chia sẻ với các bạn và đương nhiên À, nhiều người chia sẻ thông tin này trong thị trường crypto tại vì các bạn thấy được là không có gì tốt hơn là tiền nằm trong bí của các bạn nhất là chúng ta nói tới crypto không có gì tốt hơn để các bạn tự lưu trữ khóa cá nhân nhất là đối với những cái sự kiện gần đây đáng tiếc là ở Trung Quốc rất là khó để mà mua Bitcoin hiện tại các bạn chỉ có thể mua thông qua những cái sàn dòng ngoài mà thôi hay là thông qua những cái chợ đen mà thôi tại vì ở Trung Quốc là không có cho phép giao dịch Bitcoin trên những cái sàn nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết đó, thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự, các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay là Coin 98 Super App. Đây là ứng dụng tiền mã hóa đa năng hàng đầu thị trường Chỉ với một ứng dụng Coi98 bạn có thể trải nghiệm các tiện ích DeFi khác nhau như Lưu trữ hơn 10.000 đồng tiền mã hóa qua cái ví tài trang, Hiển thị các bộ sưu tập NFT yêu thích Giao dịch crypto trực tiếp trên app qua chức năng swap và tích lũy điểm thưởng X Và truy cập hàng ngàn đạp khác nhau một cách tiện lợi Hãy tải ứng dụng Coi98 ngay hôm nay và nhập cái mã giới thiệu trên màn hình để ủng hộ kênh Đồng thời bạn cũng sẽ có cơ hội nhận được những phần thưởng đặc biệt từ các chương trình của Coi 98. Và chúng ta cũng có hai cái nhận định đến từ hai người trong thị trường crypto này thôi muốn chia sẻ với các bạn về cái xu hướng của BTC và cả hai đã đều có nhận định theo mình thấy là cũng tương tự mà thôi có nghĩa là ngắn hạn thì họ bearish nhưng mà dài hạn họ rất là bullish giống như là nhận định đến từ Otter Hayes thì Otter Hayes cũng đã nhiều tháng là rất là bearish trong thị trường này Otter Hayes là CEO cũ của sàn next mà sau đó bị vô tù Rồi các bạn cũng đã biết rồi Thì Arthur Hayes cũng đã chia sẻ gần đây Là thấy Bitcoin đó sẽ có khả năng đi xuống Cái đó là chia sẻ mấy tháng trước rồi Nhưng mà hôm nay thì Arthur Hayes lại rất là bullish À, nói là đối với lại tình hình kinh tế vĩ mô nói chung đó thì chúng ta tiếp tục sẽ thấy là lạm phát hoành hành và điều này đó cũng có nghĩa là tiền pháp định nhất là ở Hoa Kỳ và ở Châu Âu đó sẽ từ từ mất giá. Tuy là bây giờ đó chúng ta đã thấy là có một cái cuộc lo sợ ở trong thị trường tài chính nói chung, các bạn đang thấy được là rất rõ ràng là trong vòng mấy tháng qua đó bất kỳ một cái mảng đầu tư nào chúng ta cũng thấy đều là màu đỏ hết ít hay nhiều mà thôi chúng ta thấy trước hết là chiến hoa hoa kỳ là màu đỏ. Chúng ta nói tới vàng thì sao? Vàng cũng xuống các bạn đã nhớ là gần như 1.900 đô bây giờ còn có 1 1733 mà thôi. Crypto cũng như vậy, nói chung thì không có một bảng đầu tư nào có sự tăng trưởng trong cái thời gian mấy tháng qua nhưng mà điều này đó chỉ là ngắn hạn mà thôi tại vì bây giờ mọi người đang đột ngột lo sợ nhất là những cái lo sợ liên quan đến khung quản tài chính liên quan tới họ sẽ bị sa thải họ cần tiền để mà sử dụng cho nên mới có trường hợp là nhiều người lưu trữ tiền mặt hiện tại nhưng mà sớm muộn gì đó thì họ cũng sẽ thấy được là lưu trữ tiền mặt không phải là một cái lựa chọn tốt dài hạn cuối cùng đó thì họ cũng phải lựa chọn một cái loại tài sản mà họ có thể là lưu trữ mà không cứ mức giá liên tục như vậy được thì đương nhiên một trong những sự lựa chọn đó là vàng và đối với lại Otter thì khi mà vàng tăng thì Bitcoin cũng sẽ tăng vì chung một lý do đó khi mà mọi người đã đỡ sợ hơn đó mọi người đã có một số những cái lòng tin trở lại đối với thị trường tài chính khi mà giá tới mức nào đó thì chúng ta sẽ thấy tiền trở lại thị trường này và đương nhiên nói tới lại những ngân hàng trung ương đó, thì không có lý do gì đối với Otter Hayes nghĩ là trong những cái thời gian tới đây đó những thập kỷ tới đây không có lý do gì mà ngân hàng trung ương ở châu Âu lại muốn lưu trữ nhiều đồng đô la như vậy đương nhiên một trong những sự lựa chọn ngoại trừ vàng ra thì sẽ có BTC thì đó là cái lập luận của Otter Hayes chúng ta cũng có một người nhưng mà người này ra thì vẫn bearish trong thời gian tới đây đó chính là Kevin O'Leary nhưng mà dài hạn thì cũng rất là bullish thì Kevin O'Leary như bạn cũng đã biết đó là ở trên một cái chương trình gọi là Shark Tank ở Hoa Kỳ và nhiều người biết tên của Kevin O'Leary là Mr Wonderful thì Kevin O'Leary nói đó là chúng ta vẫn có thể là chưa thấy cái đáy thực sự đâu và đương nhiên nhiều người sẽ hỏi là Kevin O'Leary phát biểu như vậy ra trong cuộc phỏng vấn với lại Mid Kevin cũng là một cái channel YouTube rất là lớn thì có nghĩa là có phải Kevin và Larry nghĩ là giá sẽ xuống tới mức nào? Có phải xuống tới mức 13.000 đô như là mọi người nói hay là 15.000, 18.000? Như là nhiều người nói, thì Kevin O'Leary nói là thật sự không ai có thể biết được là cái đấy ở đâu đâu, nhưng mà đối với lại Kevin thì khả năng là chúng ta có thể tiếp tục thấy giá đi xuống thêm một lần nữa và đây sẽ là cái đợt xuống có thể là cuối cùng, tại vì đây là cái đợt xuống mà nhiều người coi như là bỏ cuộc, họ chán nản không biết là lý do gì sẽ dẫn đến mọi người chán nản bỏ cuộc nhưng mà đối với lại Camilleri đó là cái sự kiện liên quan tới Three Arrows, có thể là vẫn chưa kết thúc đâu chúng ta nghe nói tới là một vài công ty phá sản mà thôi nhưng mà thật ra ngoại từ Voyager ra những công ty khác cũng là những công ty nhỏ cho nên cũng không phải là sự kiện lớn nhất đâu có thể chúng ta còn nghe nói tới một ai đó nữa sẽ bị phá sản khiến cho mọi người thật sự mất hết lòng tin thì lúc đó giá sẽ đi xuống mọi người sẽ hoảng loạn và lúc đó sẽ là lúc mà Cameron Larry sẽ mua BTC tại vì dài hạn thì vẫn rất là tin về tương lai của crypto và nhất là tương lai của BTC và Kevin tin tưởng là Bitcoin đã sẽ trở thành cái ngành thứ 12 của S&P S&P đó có tổng cộng là 11 ngành và Bitcoin crypto sẽ trở thành ngành thứ 12. Đó là lý do tại sao mà Kevin tin tưởng dài hạn vào BTC và crypto. Đó là hai cái nhận định thì đối với thường như thế nào thì các bạn có đã biết rồi. Thường thì trong vòng mấy tháng qua đã bắt đầu chung mình giá trở lại và mua liên tục thì thuần đương nhiên cũng giống như là Cam và là Larry cũng giống như là nhiều bạn thật ra không ai có thể biết được đấy ở đâu đâu cái mà thường có thể chia sẻ đó là thuần tiếp tục chung mình giá cho dù thường không biết là hiện bây giờ đã giá nó trong thời gian ngắn hạn sẽ có thể xuống tiếp tục nữa hay là không nhưng mà thường cũng đã chuẩn bị phân bổ vốn như nhiều bạn cũng đã biết là thường vẫn lưu trữ rất là nhiều tiền mặt và thường vẫn đi làm vẫn kiếm tiền hàng ngày thì thường vẫn tiếp tục chung mình giá nếu giá xuống nữa thì Thuận tiếp tục mua nữa mà thôi Tại vì đây là cái chiến lược dài hạn cho đến khi nào mà Thuận chốt lời Thuận sẽ chia sẻ với các bạn Và các bạn cũng đã nhớ đó là năm 2018 thì kệ Thuận cũng đã từng chia sẻ nhiều lần tương tự như vậy rồi Giống như là lúc đó đó thì giá có thể là xoay quanh cái mức là 3.000 đô, 4.000 đô Thì nhiều người nói là không chờ về 2.000 đô mới mua hay là 1.000 đô rồi mới mua Nhưng mà khi mà các bạn nhìn lại khi mà giá cả có sự tăng trưởng đó, sự khác biệt giữa 1.000 đô đó với lại cái mức tăng trưởng cao nhất của BTC là 69.000 đô thì các bạn có thấy cái sự khác biệt nhiều hay là không? Đối với thường thì thường thà là trung bình giá thay vì là ước tính đấy nằm ở đâu để thường có thể tạo ra một cái vị thế tốt khi mà giá cả tăng trưởng thì thường sẽ có được một cái lợi nhuận như là mình mong muốn đó là cách thường nào mà thôi các bạn đương nhiên sẽ có cái chiến lược đầu tư riêng của mình thường chỉ muốn chia sẻ với các bạn thôi nên làm gì mà thôi còn chúng ta nói tới uh, Ethereum đi thì có một lời phát biểu của Michael Saylor ra mà cũng khiến cho nhiều người cảm thấy là không an tâm đó chính là Michael Saylor trong cuộc phỏng vấn với lại uh, một cái channel youtuber rất là lớn đó chính là Allcoin Daily thì uh, trong cuộc phỏng vấn này đó Michael Saylor của Michael strategy một trong những người mà các bạn đã biết rất là bullish về Bitcoin nhưng mà không có đầu tư vào Allcoin thậm chí Ethereum cũng không luôn lý do đó thì Michael Saylor nói là Ethereum đối với ông ta là chắc chắn là một chứng khoán và những cái oi coi khác cũng là như vậy thì đây cũng là một trong những cái lập luận mà michael say đã có từ lâu rồi tại vì các bạn biết là một đồng nào mà bị liệt vào chứng khoán đó thì cực kỳ khó khăn tại vì các bạn đã biết là những sàn giao dịch bây giờ như là binance thì đâu có bằng chứng khoán đâu cho nên một cái đồng nào mà bị liệt vào chứng khoán đó thì sẽ bị loại ra khỏi các sàn đây là điều mà chúng ta cũng đã từng nói tới rồi cho nên không ai muốn nhưng mà cái lập luận của Michael Saylor mặc dù thường rất là thích Michael Saylor tại vì ông ta là một trong những người rất là bullish về Bitcoin nhưng mà lập luận của Ethereum thì có một số điều à, thường muốn chia sẻ với các bạn cũng cảm thấy là cũng không hợp lý lắm thứ nhất đó là Michael Saylor nói là Ethereum là một cái chứng khoán tại vì Ethereum thay đổi liên tục từ lúc mà bán Ethereum ICO ra cho tới bây giờ thì theo dõi liên tục có rất là nhiều những cái cập nhật nhất là những cập nhật liên quan tới di chuyển từ hệ thống là Proof Work và Proof Stake và nhất là liên quan đến những quyết định là khi nào mới có cái bom đậu khó hay là difficulty bom đây là một cái mã nguồn khi mà kích hoạt rồi đó thì coi như là rất là khó đào để làm cho những cái thợ đào bỏ cuộc vì lý do là ethereum đó có thể thay đổi như vậy và có người quyết định được là xu hướng của ethereum sẽ ra sao khi nào cập nhật vân vân thì đây cho thấy được là một trong những cái yếu tố đây là một cái chứng khoán tại vì có một nhóm quản lý Ethereum đó là lập luận của Michael Saylor và nói là cái lý do khi mà có bơm độ khó đó thì khi nào có sẽ dẫn đến là cả một cái ngành đào Ether coi như là sẽ chấm dứt vì lý do đó đó Michael Saylor nghĩ là Ethereum nó có một cái nhóm tập trung quản lý cho nên À, là một cái à, chứng khoán, nói chung là như vậy. Và thêm ở đó đó là Michael Saylor nói là Ethereum cũng giống như là nhiều altcoin khác đó. Lý do sao mà Michael Saylor nghĩ là chứng khoán tại vì SEC đã nói ít nhất là 6 lần à, trong 6 cuộc họp báo khác nhau nói là nếu như mà một cái tài sản kỹ thuật số mà các bạn có thể dùng cái tiền đó để mà tham gia vào staking nhận được phần thưởng đó thì coi như đó là một chứng khoán. Thì để thân chia sẻ với các bạn những gì mà Michael nói đó có phải hoàn toàn đúng hay không thì cũng không hoàn toàn đúng đâu các bạn Các bạn nên hiểu đó là Ethereum không phải là chỉ có một đội phát triển mà có rất nhiều đội phát triển Đây là một cái mã nguồn mở Bất cứ ai cũng có thể là đưa ra một cái đề nghị để mà cập nhật mạng lưới của Ethereum Cho nên chúng ta mới thấy là Ethereum có rất là nhiều những cái hard fork, những cái cập nhật liên tục để cải tiến mạng lưới và mỗi lần mà đưa ra một cái đề xuất như vậy đó thì sẽ được bỏ phiếu và khi bỏ phiếu đó thì chúng ta sẽ có là những cái thợ đào họ sẽ bỏ phiếu chúng ta cũng có những cái client những cái phần mềm của Ethereum họ cũng bỏ phiếu rồi sau đó đó khi mà bỏ phiếu xong cộng đồng đồng lòng đó thì sẽ có cái cập nhật đó xảy ra chứ không phải là một đơn vị duy nhất có thể quyết định được tương lai của Ethereum. Và các bạn nên nhớ đó là Bitcoin thì cũng tương tự mà thôi. Có thể là nhiều bạn cũng mới tham gia cho nên không biết Bitcoin đã hard fork rất nhiều lần rồi. Thậm chí là Litecoin cũng là mã nguồn đến từ Bitcoin, Dogecoin mới đầu cũng là mã nguồn đến từ Bitcoin. Và các bạn thấy được là Bitcoin đó đã từng hard fork. Những hard fork lớn đó chúng ta đã biết là Bitcoin Cash năm 2007 khi mà bất đồng trong cộng đồng liên quan tới là cập nhật của Bitcoin đã sẽ ra sao Bước kế tiếp để mà tiến tới như thế nào Một bên nên thì nó là cần phải có Segwit Một bên nên thì nó là cần phải có cái block size lớn hơn Dẫn đến là một nội chiến cho nên chúng ta mới thấy là sự tách rời giữa Bitcoin Rồi có Bitcoin Cash Sau này Bitcoin tiếp tục là đồng lớn nhất và tiếp tục giữ vị trí thứ nhất Kế đó chúng ta cũng thấy được là chúng ta có Bitcoin Gold, Bitcoin SV, À, chúng ta có cập nhật rất lớn năm nay luôn đó chính là Taproot Như là chúng ta cũng đã từng nói tới rất nhiều rồi Cho nên ngay cả Bitcoin cũng như vậy hoạt động nó là Bitcoin có rất nhiều đội Sau đó chúng ta sẽ thấy được là có những cái người đưa ra những cái đề nghị cập nhật Và sau đó như thời đạo sẽ bỏ phiếu Các bạn thấy được là tương tự đó cũng là cái hoạt động của Ethereum Cho nên nếu nói là Ethereum nó có thể thay đổi được mã nguồn cập nhật liên tục đó là Dẫn chứng của một chứng khoán của một cái đội nào đó là quản lý hoàn toàn của Ethereum cũng không hẳn đâu đó điều thứ nhất điều thứ nhì đó đây là một điều mà tôi nghĩ là chỉ có scc mới có thể giải thích được mà thôi đó chính là việc là các bạn dùng một cái token các bạn tham gia vào staking nhận được phần thưởng thì có phải token đó là chứng khoán hay là thông thì uh, đây là một trong những câu hỏi chúng ta sẽ không có biết câu trả lời cho đến khi nào mà scc thật sự đưa ra quyết định chính thức đồng nào là chứng khoán đồng nào không phải tới bây giờ đây scc vẫn tiếp tục ướp ướp mở mở nhất là chúng ta vẫn thấy họ đang có một cái cuộc kiện tụng rất lớn đối với lại công ty Ripple về đồng XRP có phải là chứng khoán hay là không và trước đây đó người mà lãnh đạo SEC trước đây đã cũng đã từng nói Ethereum không phải là chứng khoán nhưng mà gần đây đó thì trong cái cuộc uh, phỏng vấn ở trên đài CNBC đó thì chủ tịch Gary Gensler hiện tại không có nói Ether là chứng khoán hay là không chỉ nói là Bitcoin chắc chắn không phải là chứng khoán là một hàng hóa nhưng mà Ethereum nên thì ông ta không muốn nói tới thì không biết là cái đó là chiến lược tại vì không muốn nói tới Ethereum tại vì vẫn còn có cái điều kiện xảy ra hay là thật sự ông ta nghĩ Ethereum là chứng khoán chúng ta cũng không biết được nhưng mà đó là cái điều mà mình thường muốn chia sẻ với các bạn ở đây Một điều khác nữa, các bạn đã thấy được là trong lịch sử của BTC đó đã, đã hard fork rất là nhiều lần rồi Nhưng mà các bạn thấy được cuối cùng đó, Bitcoin vẫn là Bitcoin Cho nên việc mà một số bạn lo lắng đó, Bitcoin có thể được hard fork Thì giá trị nó sẽ không còn, không phải đâu Trong lịch sử đã bị hard fork rất là nhiều lần rồi Cuối cùng thì Bitcoin vẫn là Bitcoin mà thôi Tại vì các bạn nên biết là các bạn có thể là copy mã nguồn Nhưng mà các bạn không thể copy được hệ sinh thái bạn không thể copy được lòng tin của cộng đồng, các bạn không thể copy được tốc độ tính toán của mạng lưới và sự an toàn của mạng lưới. Đó là những điều các bạn không thể copy được cho nên Bitcoin vẫn mãi là BTC. Cũng như là các bạn nói là một công ty Amazon đi thì ai cũng biết là cách vận hành là như thế nào, hoạt động ra sao khi mà các bạn order nhưng mà ai cũng có thể copy được cái mô hình đó nhưng mà các bạn không thể copy được cái hệ sinh thái của mô hình hoạt động các bạn cũng không thể copy được lòng tin của khách hàng, các bạn cũng không thể copy được khách hàng Amazon vẫn mãi là Amazon mà thôi cho đến khi nào chúng ta có một công ty tốt hơn Amazon Cũng như là Bitcoin sẽ mãi là Bitcoin Tất cả copy của Bitcoin cũng đều không phải là Bitcoin Chúng ta có một thông tin nhỏ nữa thường muốn chia sẻ với các bạn Sau đó chúng ta sẽ nói tới một số những cái dữ liệu on-chain Rồi sẽ kết thúc cái video này Thì chúng ta đã thấy được là GameStop cuối cùng à, cũng đã có cái chợ NFT nếu như mà chúng ta trở lại vài tháng thì nghĩ là cái sự sôi so động nó sẽ cao hơn Nhưng mà thật ra bây giờ thông tin này đó cũng ít người quan tâm đến Cũng như các bạn đã nhớ là cách đây à, 8 tháng, 10 tháng khi mà thị trường sôi động đó, thì Coinbase đưa ra cái danh sách là mở cái chợ NFT lúc đó biết bao nhiêu là người đưa tên vào danh sách chờ đợi nhưng mà các bạn thấy được bây giờ hầu như cũng ít ai quan tâm thì GameStop cũng tương tự mà thôi. Thời điểm này thì ít người quan tâm đến những cái sự kiện như thế này. Nhưng mà chúng ta nói tới tình hình on-chain đi thì chúng ta thấy được là nói tới cái số lượng bitcoin đang có lời đó thì bây giờ đang ở đâu chúng ta có thể nhìn thấy được là ở trên classno đó cái số lượng BDC đang có lợi bây giờ là ở mức là 52,96% vẫn là mức rất là thấp nhưng mà trong thời gian là từ một tháng qua đó chúng ta vẫn chưa có một lần nào xuống dưới cái đường màu xanh dương này chúng ta vẫn tiếp tục nằm bên trên đó nhưng mà nói chung 52,96% là một con số khá là thấp đối với lại phần trăm BDC đang có lợi tính theo tài liệu on-chain chúng ta nói tới những tài liệu mà trước đây chúng ta thường hay nói tới đi gần đây đó thuận ít chia sẻ tại vì thuận muốn chờ đợi cho cái tình hình mọi người rút tiền nó, nó dịu lại chứ nếu không các bạn sẽ là liên tục sẽ có bitcoin rời khỏi thị trường tại vì bây giờ ai cũng muốn lấy bitcoin ra khỏi những sàn giao dịch hết vì những sự kiện gần đây thì các bạn thấy được là điều đó vẫn đang xảy ra cho nên gần đây chúng ta mới thấy được là cái tốc độ BTC đó rời khỏi những cái sàn giao dịch rất là nhanh đây là dẫn chứng là mọi người bây giờ muốn đang tự giữ crypto của mình tại vì những sự kiện gần đây cho nên chúng ta mới thấy tốc độ rời khỏi nhiều như vậy nhưng mà nói chung đó thì đây là một điều mà chúng ta muốn thấy càng ngày càng có ít BTC lên trên những cái sàn và chúng ta cũng có thể thấy được là gần đây đó giống như là cách đây hai ba tuần thì chúng ta thấy được là có rất nhiều màu đỏ xuất hiện đây là mỗi một thanh một ngày có nghĩa là nhiều BTC rời khỏi vì lý do thần mới vừa chia sẻ nhưng mà tình hình cũng đã dịu lại rồi các bạn thấy được là trong vòng một tuần qua thì hầu như những ai muốn rút cũng đã rút rồi bây giờ mọi người cũng đã hầu như dịu lại một chút chúng ta có thể nhìn thấy được tài liệu tương tự liên quan tới Ethereum nhưng mà Ethereum đây thì không giống BTC một chỗ đó chính là mặc dù là gần đây chúng ta thấy được nhiều người muốn rút Bitcoin ra khỏi những cái sàn nhưng mà Ethereum đó thì khác Ethereum thì các bạn thấy là cái số lượng Ether thực sự cũng không có thay đổi từ thời điểm tháng 3 tới bây giờ cái số lượng cũng gần như là bằng nhau mà thôi và chúng ta có thể nhìn thấy được là tài liệu on chain của Ethereum đó, liên quan tới rút ra nạp vào thì các bạn có thể thấy được là có ngày màu xanh có ngày màu đỏ nhưng mà nói chung đó, chúng ta nhìn tổng quát hơn thì từ tháng 5 tới bây giờ đó cái số lượng rút nạp vào có thể là cũng không có sự thay đổi nhiều cho nên chúng ta mới thấy được là Ethereum đã không giống như BTC BTC thì rất rõ ràng hơn là cái số lượng rời khỏi sàn Nhưng mà Ethereum thì không phải hiện tại Vẫn tiếp tục như là cái con số chúng ta đã có cách đây khoảng chừng là hơn 3 tháng Và đó là những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay ở thời điểm này đó thì BTC ở mức là 19.923 Và Thùng cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video này và như mà nào mà muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital đó thì có thể bấm vào cái link ở bên dưới để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là nhận được giảm phần trăm phí giao dịch lên tới 20% khi mà tham gia vào những sàn lớn như là các bạn nhìn thấy trên màn hình. Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn. Yeah, I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a